Thưa quý vị, bếp ăn tình thương là một trong những nhu cầu cần thiết của đông đảo bệnh nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, xa nhà. Hàng ngàn bữa cơm, phần cháo yêu thương như liều thuốc tinh thần giúp những người yếu thế thêm ấm lòng. Vào mỗi cuối tuần, các thành viên câu lạc bộ từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em Hương Lam lại cùng nhau tổ chức chương trình Một bữa ăn ngàn sẻ chia dành cho bệnh nhân khó khăn tại các bệnh viện và trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố. Mỗi lần, chương trình cung cấp từ 500 đến 600 phần ăn, nguồn kinh phí được thành viên tự đóng góp hoặc kêu gọi vận động từ các cá nhân tổ chức. Có người tài trợ tiền mặt, có người góp gạo, góp thực phẩm sạch. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc, nhiều người cũng vất vả trăm bề với cuộc sống riêng. Tuy nhiên, với tâm niệm sẻ chia khó khăn cùng bệnh nhân nghèo, bếp ăn từ thiện của họ vẫn luôn được duy trì, mở rộng. Mình làm từ thiện thì sẽ rất là vất vả, cái đó là ai cũng biết. Nhưng mà mình thấy được cái nụ cười của những người mà khó khăn, những bệnh nhân và những cái cụ già neo đơn hay là những người mà yếu thế trong xã hội. Khi mà họ được nhận những cái phần quà và tấm lòng từ Mạnh Thường Quân mà chia sẻ, thì mình là người làm từ thiện, mình cũng không còn thấy vất vả nữa. Mình chỉ thấy cái niềm vui và một cái hạnh phúc mà nó dâng trào. Nói chung là bệnh viện là cũng được nhận rất nhiều sự chia sẻ từ các đoàn. Mọi người có thể là góp về đồ ăn hoặc là chia sẻ tiền miễn phí cho những bệnh nhân khó khăn. Cũng rất mong là sẽ có nhiều đoàn họ quan tâm đến mấy bé để giảm bớt cái sự âu lo của người nhà, để tiếp thêm sức mạnh để mọi người để chiến đấu với bệnh tật. Cùng chung mục đích ý nghĩa với các tổ chức cá nhân làm công tác thiện nguyện, Quán cơm Yên Vui trên đường Lý Triện, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã đỏ lửa phục vụ những người khó khăn, những suất ăn 2.000 đồng. Trong suốt 5 năm qua, ngay cả trong thời điểm dịch. Cô mới ra cái bọn nó bả chỉ của chiên ca mua cơm chưa? Mua cơm nào? Cái mở bán rẻ lắm, hơn ngọn một phần. Chú tới đây ăn là 2 năm rồi. Đây thì thân thiện mà làm ăn sạch sẽ, đàng hoàng. Cơm thịt bữa cái đậu máu miết à, ngày nào cũng đậu máu hết. Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn, mỗi suất cơm không chỉ là giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần, giúp những người bệnh, người có hoàn cảnh khó khăn cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, sự yêu thương ấm áp từ cộng đồng xã hội, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời khơi dậy được những tấm lòng nhân ái.